Chiều mùng 9 tháng 9, các đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023 đã chia tổ thảo luận về hai chủ đề bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Trước khi diễn ra thảo luận, các đại biểu thiếu nhi đã công bố các số liệu do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương tổ chức khảo sát về các vấn đề liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng. Cuộc khảo sát bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phạm vi toàn quốc với hơn 40.000 lượt trẻ em tham gia trả lời khảo sát. Các em cho biết bản thân mình hoặc một số các bạn tại cộng đồng nơi mình sinh sống cũng từng bị bạo lực và xâm hại bởi nhiều hình thức khác nhau và các mức độ khác nhau. Bạo lực xâm hại thì không chỉ diễn ra ở trường học mà nó còn ở nơi gần gũi và quen thuộc hơn, đó là gia đình. Thì trong chính gia đình thì có một số gia đình họ không khá giả, hoặc là cha mẹ vẫn thiếu kiến thức về nuôi dạy con cái, dẫn đến một số hành vi bạo lực về thân xác, tinh thần từ trẻ em. Từ đó trẻ em có thể bị học theo những cái thói xấu và bạo lực của cha mẹ, từ đó đem vào môi trường học đường mà có thể tẩy chay bạo lực các bạn học cùng trong lớp khác. Những hành vi gây tổn hại đến tinh thần như là các bạn bị nói xấu nè, các bạn bị cô lập, các bạn bị chửi bới, các bạn bị xúc phạm, nó sẽ khiến cho các, thì đương nhiên ai bị như thế cũng cảm thấy buồn đúng không? Đó thì đó cũng được gọi là một loại bạo lực. Thì bạo lực thì nó chia ra rất nhiều hình thức và rất nhiều loại khác nhau. Tại thảo luận, các em đã đưa ra những giải pháp của mình. Bạn Trần Minh Đăng, Quảng Bình cho biết việc xâm hại đến từ chính những người quen biết, người trong gia đình, sẽ để lại bóng đen tâm lý, không thoát ra được những ám ảnh. Và nguyên nhân dẫn đến thực trạng này đó chính là, thứ nhất về gia đình. Đầu tiên là gia đình chưa thực sự quan tâm đến con cái, chưa thực sự có được nhận thức, đủ nhận thức để dạy dỗ con cái về những cái tác hại của xâm hại trẻ em đối với con cái mình. Và tiếp theo đó chính là gia đình có cái điều kiện khó khăn thì bố mẹ gửi con cái đến ở với nhà ông bà, cô dì chú bác. Và cái việc đó có thể dẫn tới hai trường hợp, đó chính là thứ nhất các bạn trẻ được gửi đi đó sẽ bị tự tin, nếu mà các bạn bị xâm hại bạo lực thì các bạn sẽ cũng có thể chia sẻ tự tin được với người nhà, và thứ hai chính những người nhà đó có thể là người xâm hại các bạn. Cùng với đó, các đại biểu thiếu nhi cũng thảo luận một số kiến nghị giải pháp cho hai chủ đề để có thể trình bày trong phiên toàn thể diễn ra vào sáng mùng 10 tháng 10. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông thì chúng ta nên thay đổi phương pháp tuyên truyền. Chúng ta có thể tuyên truyền thông qua Facebook hoặc là theo những cái trên TikTok, trên mạng xã hội để có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn. Và mình nên đa dạng hóa cái loại hình truyền thông như là những cái dạng infographic hoặc là animation thì nó sẽ tiếp cận được với nhiều độ tuổi hơn nữa. Và mình nên ưu tiên tuyên truyền qua đài truyền hình quốc gia ở những khung giờ vàng để cho những người như là các bậc phụ huynh sẽ có thể xem và nói lại với con cái của mình. Đơn giản nhất là việc cha mẹ hãy nên làm bạn với con cái, hãy nên nói chuyện một cách gần gũi, một cách thân mật. Bởi vì trong lời nói, nếu như mà chúng ta có đủ sự gần gũi, đủ sự thân mật và chúng ta đừng quá gò bó trong lời nói hàng ngày thì trẻ em sẽ dễ dàng để mà có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình cho bố mẹ nghe hơn. Bởi vì chẳng có một người cha, một người bạn nào mà lúc nào cũng phải yêu cầu mình phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Mà một người bạn, nếu như một người bạn thật sự thì sẽ luôn lắng nghe mình, sẽ luôn đưa ra cho mình những cái ý kiến hoặc là những cái lời an ủi hoặc là những cái lời động viên đó để cho mình có thể tốt hơn.